Thanh Cò xin chào tất cả bà con mình nha. Hôm nay Thanh Cò đi xuống đường kênh Phước Toàn ở ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bình Đức, tỉnh Long An. Đường này trên sổ thể hiện là 5,5 m đường đan nha, nhưng mà thực tế đường này chắc chưa tới 4 m đâu, cả tầm 3 m, 3,6 m, 3,7 m à. Đường này xe tải chừng 5 tấn đi vào ok. Kế bên đây là kênh này. Đất mình đây nè, từ cái cục điện đó đó đi qua đây 10 m, đất này nó xéo theo mặt đường này nha, rồi nó theo cái con đường nhỏ bên đó đó là 20 m, rồi qua đây là 10 m, vô đây xuống đây 20 m, hình Bình Hành nha. Đây đi đường xe tải đi cái chừng tầm 300 m là ra đường tỉnh lộ 833B, ngay chỗ lò heo Long Hiệp, ngay ủy ban xã Long Hiệp đó. Đất này người ta đang kêu có 10 triệu à, cũng rẻ quá nên Thanh Cò đi quay 2 tỷ nha, nhưng đất này 2 tỷ 10 mét, nhưng mà 10 mét nó xéo, 10 mét xéo theo theo mặt đường, 10 mét nhân 20 rất là đẹp luôn. Đất mình theo hình Bình Hành, xéo theo mặt đường là 10 mét, nhưng mình xây hình Bình Hành thì 10 nhân 20, nhưng mà thay hay xây xéo xéo theo mặt đường thì 10 20, còn nếu mà xây vuông thì nó có phần hơi hẹp lại nha. Từ 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 đó đo vô đó 20 20, rồi qua đây 10, rồi lên 20 nha. 10 triệu mét vuông, miếng này 200 mét vuông, 2 tỷ đất thổ cư. Một sổ ha, một sổ. Đường này đường nhỏ. Đường nhỏ này đường từng Ba Gác thôi, đường thông ra đường Phước Toàn. Đường này đường kênh Phước Toàn thì nó cũng thông Phước Toàn, đi cái chừng gần cây số là tới đường Phước Toàn ở dưới. Ở đây đi 300 m ra đường 833B, rồi đi thêm cái chừng năm tầm 300 m nữa tới ủy ban xã Long Hiệp á, quốc lộ 1A. Đây lên bọc ngược lên chợ Bình Chánh thì tầm khoảng 6 cây số. Ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bình Lức, tỉnh Long An nha. Rồi bà con nào cần thì alo cho Thanh Cò. Số điện thoại là 078 666 8368. Thanh Cò xin chào.